Các bác có thể chơi được L34 và hoặc là KT88 qua một nút gạt. Nếu các bác có tài chính khoảng vài củ nữa, các bác muốn thay đổi chất âm thì các bác có thể mua thêm một bộ bóng L34 để chúng ta có thể thay đổi chất âm tùy loa, thích nghe nhẹ nhàng và mềm mại thì các bác có thể thay bóng L34, còn thích tiếng dày và tiếng bass khỏe có độ mạnh mẽ thì để bóng KT88. Thì con này em ship Nhật về, điện là điện 100 110, bóng theo máy là KT88. Em này size 42 nha bác, thuộc khủng long nha. Chơi Antec, Cantang Noi GB, vân vân. Sansui Pioneer đều đánh rất là tốt. Bắt 40 là gọi là vô tư nha các bác. Đây là cái phần bảo vệ đèn nha. 3 tăng phô, 2 tăng phô xuất âm và 1 tăng phô nguồn. Đây là nút nguồn. Đấy. Đây là những cái báo tín hiệu đầu vào. Đặc biệt con này có làm rề được luôn, cầm cổng rề in, có nghĩa là các bác thích là dùng con này làm bao thì mình có thể cắm một con rề sang qua cổng rề in thì khi đó con này sẽ chuyển qua làm bao đẩy đó các bác. Tại vì một con âm ly đèn nó mang công suất quá là khỏe các bác, quá khủng, nên là hãng trang bị luôn cho nó có tính năng làm bao, có thể cắm rề in. Washington R8 nha các bác, và con khủng long của nhà nó là con R800, đây là con R8 đàn em. Mới xuất sắc nha, trên 95%, nặng cực kỳ, bê chất công lên khoảng là 30kg. Nặng lắm các bác, và cực đẹp luôn nha, cực mới luôn. Còn cả những cái chụp này, nói chung lâu đó. Lúc mà em ship về là còn luôn 4 cái chụp luôn, đây em rút ra để em test các bác. Tất cả hoàn hảo nha, chạy cầu 8 ôm, 4 ôm. Đây cổng rề yên nè, nếu các bác thích xài rề như có rề lúc man CL35 là rề đèn rồi đó, các bác cắm vào đây nha. Chưa có dấu hiệu cắm luôn, các bạn thấy khiếp chưa, nó mới. Western R8 nha. Đây, hiện tại là chạy KT88 này các bác xài L34 thì gạt lên. Đấy, điện 100V nha. Mới lắm nha các bác. Giá con này là 25 triệu nha, 25 triệu. Bác nào lấy thì nhanh tay alo cho em nha. Đây là cái đồng hồ phía trước, tổng quan em nó size 42 nha, kỳ đẹp luôn. Chạy bóng rề công suất lớn cao cấp 6SN7 nha các bác, chứ không phải là những cái bóng mà tầm nhỏ U12AU7 12X7 đâu nha. Đây các bác, Resident luôn nha các bác, 6SN7 bóng KT88 này các bác. Bóng KT88 thì cực kỳ khỏe rồi. Thì cấu hình bóng của nó là gồm 4 bóng KT88 và 5 bóng 6SN7. Model là Western R8 nha, bác nào lấy thì alo cho em nha. Giá cực kỳ tốt là 25 triệu và bác sở một con âm ly đèn khỏe hay. Loa nào chơi cũng được, Antec bóng 40, Tăng Noi hay là những dòng loa Nhật, loa Mỹ thì đánh rất là vô tư. Và xài được hai cấu hình bóng thì khi đó các bác không cần phải tốn tiền mua thêm một cái âm ly đèn nữa, mà khi đó các bác chỉ cần bỏ ra vài triệu mua một bộ bóng đèn L34 thì chúng ta có thể trải nghiệm về, chỉ rút cái này ra và chúng ta thay bóng L34 vào đấy vậy thôi. Thì hiện tại khi mấy em nhập từ Nhật về thì nó là KT88 nha, dòng là dòng high end cao cấp nha các bác. Cực mới nha. Em chỉ có một con duy nhất thôi, bác nào lấy thì alo cho em nha. Qua số điện thoại này 0978 338 14 hay là 0965 77 027 nha. 25 là bao gồm phí ship nha các bác, máy bảo hành nguyên zin và bảo trì trọn đời sản phẩm nha. Rồi em chỉ xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào lấy thì alo liền cho em, chỉ có một con duy nhất thôi, R8 Western R8 nha. Chưa.
lại làm đông sang mưa tuyết ta tới. Giọt lệ nào không hay chợt đông trên má. Giờ tim tôi đang băng thành đá, nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa, khóc cho tình chúng ta vì bơi đâu người xa. Chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa. Nhìn dòng người lại qua, đời sao băng giá. Người nơi đây sao vô tình quá. Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ anh nào nguôi. Vì cớ đâu mình mất nhau lòng đong. Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây em lẻ loi. Giờ thì chắc bên anh nắng phương lên mắt môi nồng xanh. Anh nhớ ân tình không, nơi có em chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si. Anh có quay về chăng, em đứng đây chờ mãi cho thân xác em thành băng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.